Ông Vũ ơi, ông Vũ ơi, con không có tiền ha con, ông Vũ ơi. Chú ơi, ông Vũ ơi, con không có tiền cho nợ ông Vũ ơi. Một là trả tiền ngay bây giờ. Hai là thi cuộc thi này kiếm tiền cho tao. Mà thấy gì vậy ông Vũ? Đây là cuộc thi làm phim ngắn bằng gimbal do công ty Kim Cương tổ chức. Tổng giá trị giải thưởng tới 30 triệu. Nếu thắng là đủ tiền trả nợ cho tao luôn. Đơn giản lắm, chỉ cần quay video dưới 5 phút về các chủ đề như học đường, công việc, hôn nhân hay là bạn bè. Mấy thằng không thân quay cũng được luôn nha. Chủ đề gì cũng được cả. Nhưng mà có một lưu ý hết sức quan trọng. Những video tham gia cuộc thi bắt buộc phải quay bằng gimbal điện thoại hoặc là gimbal máy ảnh. Đó là yêu cầu bắt buộc của nhà tài trợ. Vậy thì chuẩn bị đi, cuối năm nay thi. Đâu ra vậy mẹ? Thời gian đăng ký thi từ ngày 15 tháng 4 cho đến ngày 30 tháng 4. Ủa, vậy hạn cuối nhận bài dự thi là khi nào? Hạn cuối nhận bài dự thi đến ngày 31 tháng 5. Thế thì em sẽ quen. Ê, không có quay bạn quay bà nha. Cuộc thi người ta có tiêu chí hết đó. Phim phù hợp với thông điệp bài chủ đề, không vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng, phù hợp với thần phong mỹ tục Việt Nam, sáng tạo, ý tưởng hay, độc đáo, diễn xuất chân thực, âm thanh, kỹ thuật, góc máy, là một điểm cộng. Đăng ký ngay để nhận nhiều phần quà giá trị và giải thưởng hấp dẫn.